Hôm trước làm kiểu đéo gì mà được nhỉ? Để xem nào, các ông thử xem thế này đã được chưa nào. Cái này nó chưa hiện này. Từ từ đã đây nhé, để tôi kiểm tra xem thế này được chưa nào. Được rồi đây này. Thế này được chưa? Thế này này, các ông đã nhìn thấy thoải mái chưa? Có cần phải thay đổi gì không? Là nhìn được chưa? Đây là tôi đang kiểm tra cái âm thanh. Rồi đấy, thế này âm thanh được rồi. Còn các bạn xem là các bạn nhìn thấy, đã nhìn thấy ok rồi đấy đúng không? Đấy, cố gắng xem đi nhá. Ông kia ông bảo là có gì là ông ấy gàn cho. Gàn đi. Là đáng nhẽ mình của này phải mình chỉ tiến lên hà thôi để mình kích. Thằng này nó bí mà. Để cho cái ngay này nó lên trên. Bí thế này là mình lên sĩ. À, đầy tốt à? Đầy tốt để nhảy mã à? Đẩy cốt ăn luôn, nhảy mã ăn xe ngược lên đây luôn. Biết ngay mà. Thế là nãy hai tốt. Nên xe đấu đi còn gì. Thời nên xe nó đấu không ạ? Nên xe đấu. Và mình đánh quả này cũng ấy, biết nó đã tốt để nó bỏ tốt rồi. Ăn xe đấu là mình lại phải lên tốt, hoặc mình khép pháo và mình đuổi. Ván này cũng dở hơi đấy, cũng không ngăn gì đâu. Khó đấy. Biết ngay nó nên xe nó đấu mà. Ra đây. Mình nãy được hai tốt nhưng mà thế này cũng nguy hiểm. Hơn được hai tốt. Hơn được hai tốt. Quả để nó ấy xong rồi nó nhảy con mã lên giờ hơi quá. Ván này nhưng mà mình bị ảnh hưởng. Tại vì mình bật lại, tinh thần của mình nó không được đấy. Đấu à? Đấu xong rồi về về mã giữ à? Về đây. Về đây cũng dở hơi đấy. Dễ mất cây lắm. Phải chạy mã rồi. Về xe giữ và phát nó ra pháo là mất con mã. Không phải về xe giữ mã này là con nó chuyển con pháo ra là cũng hẹo. Chưa biết được. Mệt lắm. Ăn nên tốt xong lên xe đấu đấu xe.
đánh cờ mòn. Chả đánh gì đâu mà nên bắt mã. Nên bắt mã là nó lao mẹ mã vào trong đôi con tượng luôn. Nên bắt mã là nó lao mã vào hai con tượng. Công ạ. À. Nên bắt mã là nó lao vào hai con tượng ngay. Xuất tướng. Xuất tướng thì nó ra xe nó bắt đấy. Ra bắt pháo mình ăn mã. Nó ăn pháo. Mình xuống mình bắt pháo bắt mã. Thằng nó nao vào đôi con tượng rồi. Nó định nao vào đôi tượng mà. Ván này dễ ạng này. Nó ăn rằng tốt. Quả mẹ cây. Ăn rằng tốt mình bắt mã thì nó đi kéo rồi. Ơ. Điên à? Thầy định làm cái trò chứ? Ra bắt pháo. Ra bắt pháo thì nó à, nhảy mã lên bắt pháo thì nó đi đâu nhỉ? Chiếu thì làm gì đâu? Từ từ không là nó đánh nó là hẹo đấy. Nó định nhảy vào kia. Nó bắt mã. Ăn ngược về. Thầy chả đánh cái gì. Nó định ăn vào tượng. Ăn vào tượng. Ăn vào tượng mình ăn mã à, ăn pháo nó luôn để đang bắt xe. Ê đánh đéo. Ra kia bắt xe là nó. Ra kia bắt xe thì nó đi đó rồi nhỉ. Ra đây đang bắt xe mà. Có lẽ phải chọc chiếu trước. Chọc chiếu trước xong mới ra bắt xe. À chọc chiếu trước mới nhảy mã lên bắt xe. Quả ấy thằng này phải ăn pháo sang bên tốt này này. Quả phải chọc chiếu, chọc pháo chiếu trước xong rồi mới ăn. Đánh quả này cũng ra linh tinh. Lúc ấy mình yếu đấy, còn chỗ này thì bình rồi. Chỗ này cũng bình bình cờ rồi, chả sợ nó đâu. Lên bắt nó thì nó chạy đâu nhỉ? Chạy về lại dỉn tiếp. Nó chạy về mình phải chiếu trước. Mình nhảy chiếu trước. Đây là đẩy tốt. Hôm tí nó tiến con xe này, nó bắt hai con mã này là tí nó mình cũng khó chạy này. Bắt hai con mã.
nó bắt hai con mã của mình, nó khó chạy lại phải về xe giữ, đéo được. Về kia nhảy mã, à nhảy chọc pháo chiếu. Hải đánh quả nhiều quả linh tinh lắm, đánh đấm đéo gì cái kiểu này. Chọc chiếu đã, để tí là nó không ra xe nó bắt pháo đã, đúng không? Không là nó ra xe nó bắt pháo là pháo chết. Hơn cây. Xuống bắt mã là lại phải xuống xe giữ. Xuống xe giữ. Nhảy mã lên là nó đánh cục luôn. Nhảy mã lên là đánh cục luôn. Rồi tiến pháo ra là mình ăn luôn. Nhảy mã đi là nó đánh xe vào cục luôn, hiểu chưa? Mình phải ra xe bên này xong rồi mình đéo ra đấu được. Đi đâu bây giờ? Phía xuất tướng ra. Đéo biết đi đâu để đấu xe bây giờ đây này. Quả nhảy mã đây là nó đánh xe thẳng tướng sĩ là cục luôn. Đấy, quả này nó định ấy đấy. Nó định chuyển pháo sang để nó bắt ấy đấy. Nó nhảy mã ra để nó bắt ấy đấy. Nó chuyển pháo sang bên này thì mình ra tướng, à mình gác sĩ lên nhỉ. Mẹ chỗ này cũng dở hơi lắm đấy, không có ăn mã vào tốt là nó cũng bắt được con pháo, à con ấy của mình. Nói chung là lại phải bỏ dạ lại nó con mã thôi, không làm gì được. Nhảy mã về đéo được. Nó chuyển pháo sang nó bắt cục. Ôi giời, vẫn mất. Nhảy lên nó ăn vào cục luôn. Ăn mã đây nhỉ. Ăn mã đây thì bây giờ phải đi đâu để bắt lại nó bây giờ? Ý trẻ, nó ăn mã vào đây, nó chuyển sang bên này. Nó nhảy mã về. Nhảy mã lên là nó lao xe xuống sĩ. Ván này dễ thua lắm này. Gác sĩ lên. Quả gác sĩ lên. Gác sĩ lên cũng được nhỉ. Gác sĩ lên xe nó ăn. Đấy, thôi chuyển sang bên này. Thằng này cũng không có vẹo gì đâu mà. Chả có cái vẹo gì. Nó lại phải ra xe để nó đấu. Tranh thủ quẹt tốt. Ra xe bên sát góc kìa để nó ăn mã vào tốt. Đấu xe. Ăn nốt con tốt, may ra hỏa. Nó chuyển pháo kia gác sĩ lên. Hết đoàn. Cầm hoa thế này cũng khó quá thật. Nên tướng nó chuyển xe sang là mình cũng bắt buộc lên sĩ.
nên sĩ xong nó xuất xe ra lại gác sĩ lên, nó chọc chiếu để nó thoát cây. Chiếu bây giờ lên tướng không được, lên tướng là nó nhảy mã, nó tóm xe mình, cũng không tóm được xe mình nhỉ, nó ra xe nó dọa cục. Mình xuất sang bên này, nên sĩ thì nó ra xe một bước, nó dọa chiếu tướng để nó bắt con xe mình. Mẹ thế bây giờ hơi tao biết này mà, chọc chiếu lên tướng. Cầm hoa cũng khó thế này, chết thật. Để xem thằng này nó trình độ thế nào. Trông thế này mà mình cũng ẩm ơ này, sợ còn thua. Nên pháo thì phải xả sĩ. Chọc chiếu. Thoát ở bên này bắt pháo, nó ăn sang tượng. Đấy, còn thế nữa. Ra bên này bắt. Thằng này cũng đánh cũng nhắn nhít thật. Đéo biết được nào đâu. Chỗ này là cũng không biết cái gì ra cái gì đâu. Chọc chiếu xong rồi bắt ngược lên mã nào. Nó cũng còn mỗi pháo mới xe thôi. Nên là mình ngon. Đánh linh tinh. Xuống. Chiếu lại lên sĩ, cắm xe lại lên. Ôi lại thắng lại. Hay quá. Mất lại mã thì đánh cái gì nữa. Nó còn mỗi xe pháo. Nhưng mà nó còn tốt đầu đấy, vẫn có khả năng nó thắng lại. Ông kia ông bảo đỏ ra tướng á. Ra tướng làm gì đâu. Mẹ cái con Ngọc Linh này, mày cứ vào đây mày bán đánh bằng phân đi, chắc mã. Đấy, thắng vẹo lại chửi đấy. Duy mạnh. Đây còn chửi cả Duy mạnh. Thằng TK là thằng nào đấy? Đấy còn Duy mạnh nữa. Cái này nó là Duy ga. Trông con này để xem là nó được mười mấy được tuổi nè. Đéo đoán được nó là bao nhiêu tuổi. Nhưng bọn này chắc 12, 13 tuổi. Mấy cả nói chung là tao có rảnh đâu mà tao chơi với bọn trẻ con. Nó bọn trẻ con đi. Nhà qua là thôi cứ trả lời chúng nó thôi chứ còn. Đánh kể cả cái cờ này. Tôi nói thật ra là nếu ông nào đánh được là nhìn cái cách nói với các thứ nó khác ngay. Thời đâu ra mà tiếp với bọn ngoi ngoi. Khác gì bọn ngoi ngoi bây giờ nó hẹn đánh nhau với tôi là tôi cũng gặp để đánh nhau với chúng nó. Thời gian đâu. Mẹ mình còn phụng sự xã hội. Nó có đi đâu mà. Bọn này nó đổ tung trời tung đất đi. Này còn thế. Đây là ăn xong rồi ăn được con pháo nữa đây này. Nó ăn kia phát là mình ăn, là mình chiếu tướng mình ăn pháo luôn. Không, mình ăn tượng. Ơi trời, lại tôi đây là ông nào đây. Hôm qua tôi thua một ván này à. Từ từ nốt ván này rồi tôi ra rồi. Rồi anh em mình đánh.
À lại còn à hóa ra Ngọc Linh đấy. À Ngọc Linh nhìn thế nhỉ. Ngọc Linh rồi đấy. Lại còn tôi vừa nhắn trên TikTok đấy. Tưởng trẻ danh nhân. Ừ. Ló mà ăn hết hai tốt của mình, nhưng mà mình có con mã này, mình ăn hết sĩ tượng như này cũng không hòa đâu. Giờ đại ca bớt hot rồi nhỉ? Giờ thành người bình thường, nói chung thành người bình thường thôi. Thành người bình thường thôi chứ hot hiếc giải quyết cái gì. Mới nói chung là bây giờ phát livestream mà cứ tầm 500 đến 1000 người xem là nó cũng hơn Huấn rồi đấy. Thật, Huấn nó như đôi khi là nó phần mềm phần miếc thì mình làm sao mà mình đỡ được thằng Huấn. Huấn nó toàn dùng kích view mới kích mắt đi thì ngay con cái Thủy bảo là đấy anh phải học theo vợ chồng Huấn ấy. Ninh nó mất nick một cái, nó chỉ cần kêu gọi nó đăng một video thôi. Đợt trước đại ca tận dụng cơ hội kiếm tiền thì ngon. Ôi rồi cái nghề chính của mình không làm thì thôi, tận dụng gì mấy cái ảo. Nghề chính của mình bán cây đây là còn chả tiêu hết tiền nên còn mấy cái view ảo thì giải quyết cái gì. Có lẽ là xuống xong rồi vào tướng cho nó bền cờ như đánh như này nguy hiểm lắm. Anh Trình Vinh bán cây còn chả tiêu hết tiền này đi cày mấy cái view ảo ấy. Chẳng qua là các ông cứ thấy ở trên mạng nó thế nào thì các ông tin thế chứ. À, Tiến nó hôm ấy tôi chả bảo đấy. Mẹ Linh mới Huấn nó giỏi nhà vừa mất nick xong rồi phát là. Mà nó kêu gọi anh em bạn bè thì đéo nào mà lại có ấy luôn. Thế là thằng Tiến nó bảo là mẹ nó bán hàng thì nó phải đầu tư chứ. Ai như mày. Cho nên nó nhìn thấy cái thằng Huấn này. Huấn nó thấy mình tăng lên từ 30.000 lên 90.000. Nó bảo là đấy là cảm ơn tôi với thế nọ thế kia. Được chưa? Các ông thì cứ thấy là thằng này nó ăn được con sĩ của mình là cũng ối rồi ôi đấy. Tí nữa kéo ông còn phải mất mã lên đây này. Nên tượng. Chiến gì? Bây giờ để thủ lốt cái con tốt kiểu người ta đi đã. Chưa chiến được đâu. À, người ta đánh cũng ghê phết đấy. Nó chọc chiếu để nó ăn sĩ này. Nên xe để cầm cự thôi. Từ ăn tốt gì mẹ nó đang tấn công như thế này thì ăn tốt. Ăn vào tượng tôi xong rồi nó ấy là chết đấy. Đéo phải đùa đâu. Mẹ đây này. Nhảy đây là nó tiến con ấy lên đây này. Tiến con tốt lên. Ăn đi thì ấy quá nhỉ. À lên sĩ được mà. Lên sĩ. Mà lên sĩ là nó dở hơi đấy. Bây giờ là đánh là dở hơi đây này. Nó kệ nó. Ăn đây cứ để đấy. Nó nên nó bắt phá à mã. Để đây để giữ cái con tốt này này. Nó nên một phát là nhảy mã về. À lên một phát là ăn tốt luôn. Vào chỗ chiếu thì mình vào đấu. Mình một mã hay ấy thôi. Tân nó sắp hết giờ rồi này. Chính là thằng này đánh cũng được. Đánh cũng được. Nhưng mà tôi bị ảnh hưởng.
Sao xe ăn về tốt, xe ăn về tốt để mất mã à? Xe ăn về tốt để mất con mã, xe nó đang đuổi đuổi mã thì đang đuổi mã nhảy mã lên thì nó dỉn tốt này. Ông này bảo là sao xe không ăn về tốt, ăn tốt nó ăn mã thì hỏa. Đang xuống xe để nó đuổi mã thì mã phải nhảy lên chứ. Còn xe cứ giữ cái con tốt này là nó chả làm gì. Hết giờ. Nào để ra để ấy nào. Ông kia ông bảo sao xe không ăn về tốt, xe ăn về tốt thì nó ăn mã nữa thì hòa đặc à. Nào để vào để cho thằng Ngọc Linh, Ngọc Liếc mời này. Đây nick đây này. Góp nhặt cát đá 01 đây này. Ông nào vào mời thì mời đi. Xem là nói chung là cờ bác đánh toàn thủ, lúc nào thủ thì cần thủ chứ công làm sao mà được. Mẹ tốt nó như thế, tốt nó còn nhanh hơn mã của mình, hiểu chưa? Không mời à? Không có ai chịu mời à? A76 đây rồi, kinh Ngọc Linh à? À ừ nhỉ, còn chấp mình đôi mã, cờ lại ngang đấy, thắng 14 thua 4 đấy. Phải từ từ, cũng là hẹo đấy. Mẹ tôi là tôi cũng đến sợ những cái ông nên mạng ông ấy nổ như này lắm. Là đánh thắng thì không sao, đánh thua là bị cười hô hố ngay, nguy hiểm lắm. À lại còn thế nữa, để tí nữa người ta ấy à, người ta nhảy ngược lên đây à. Đẩy tốt, ăn vào pháo đầu, ăn vào pháo đầu, ăn vào pháo đầu quả này người ta đẩy tốt luôn này, đẩy tốt mình ăn thế là người ta nhảy lên tai, đẩy tốt tí nó phải gác tượng lên không, ăn đây, đẩy tốt người ta ăn tượng lên người ta nhảy mã, nhảy mã, chỗ con pháo này à, con mã này nguy hiểm lắm, nó cứ lên thôi, đi đâu thì đi, đi đâu thì đi. Làm gì ạ? Con mã này nguy hiểm đấy, không đùa đâu. Mã này hết sức nguy hiểm. Nhảy ấy đúng không? Nhảy bên này lại ra bên này bịt. Nhảy bên này là để bắt pháo. Về tượng người ta nhảy bên này người ta bắt bắt pháo thì mình nên pháo. À. Nhảy bên này người ta bắt pháo thì mình cản về. Đéo làm gì được. Bây giờ phải toác pháo ra đúng không? Tiến lên Hà thì đéo có vẹo gì. Ông này chưa gì ông nổ tung trời tung đất sợ này. Kia lại về về đầu ấy à, về đầu tượng à. nổ tung trời tung đất luôn. Ra kia là người ta đi pháo vào ấy à. Con mã này cũng ghê đoàn nhỉ. Ông cẩn thận là thua đấy. Mẹ người ta nói như thế là cũng phải biết thân biết phận, là cũng ghê phết đấy. Biết thân biết phận. Ra bắt. Ra bắt. Nhảy pháo lên. Ra bắt xe. Ra đi đi đâu? Pháo chả đánh đéo gì.
Đánh đéo gì đây? Nên con này chả đánh gì, ăn con này là ta ra xe trước. Nên sĩ, nên sĩ. Nên sĩ, nên sĩ thì đi đéo đâu. Nhanh lên là tôi hết giờ đây. Ăn đây. Ăn đây pháo người ta ăn pháo mình ăn xe về mã. Ăn xe về mã xong rồi ra bắt pháo. Nó lao mẹ vào đối tượng. Kệ người ta thôi. Ra kia đấu xe. Đã không cẩn thận là hẹo đấy. Mệt phết đấy. Ăn mã là người ta ăn pháo vào pháo. Mình vẫn bắt lại cây thôi nhưng mà bắt lại con mã rồi để ấy đã. Cái đéo gì đây? Toác xe ra thì mình vẫn hơn cây đúng không? Đẩy đây, nhảy bên này. Đẩy đây, nhảy bên này vẫn lên mã được. Ăn kia. Ăn đây. Mẹ chưa kịp bắt chấp mã chấp miếc là thua đến nơi chứ còn chấp. Mẹ lại đấu lại hòa với điêu đi. Để cho con pháo này đánh như này lại hòa cây. Ăn kia ăn đây ngã ăn xuống cái này.
Toác sang này, bên này bắt xe người ta về mã. Toác sang bên này bắt xe người ta về mã. Không phải ăn rồi. Toác sang bên này mà phát là người ta về mã, người ta ta bắt pháo. Pháo chạy đi người ta ăn mã. Nhảy đây người ta đi đâu? Nhảy đây là tiến lên người ta bắt đấy à? Ăn con kia thì đéo có vẹo gì. Ăn con này không, nhảy lên bắt tượng. Mình đéo hớt được cái gì mới đau. Tự nhiên đánh kiểu này đó là cái gì. Nhảy sang bên này bắt tốt, nhảy mã về. Nhìn con tốt kia cũng ham nhỉ. Và đánh quả linh tinh đấy, ăn được cây mà lại đánh kiểu này. Nhảy đây người ta bịt. Nhảy đây người ta ta nhảy mã lên không ạ? Nhảy đây xong rồi đẩy tốt đầu. Đâu? Mẹ hơn cây không thích đi đánh thế này. Là hơi không đi. Đã phải đánh cờ mòn còn thua giờ nữa. Để kia người ta bịt à? Nhảy đây chiếu tướng xuất ra. Để con mã này lên mệt lắm. Mình đang kiểu đang bị run lên sao không ạ? Nhảy con này. Nhảy về. Đây là người ta chiếu tướng xuất sang bên này. Ăn kia nãi tốt. Đánh bị run sao? An tâm à? An tâm à? Lại nhảy kia. Thôi cứ mỗi ông một ấy thôi chứ làm sao mà ấy được hết bây giờ. Mỗi ông một cánh thì biết thế nào được bây giờ. Chiếu kia người ta xả sĩ. Chiếu đây người ta lên tướng.
Bị run hay sao? Làm cái gì ạ? Chiếu thì vào. Đây là đang định chiếu để bắt tốt. Đánh cờ bị run. Ra đây là người chiếu tướng đúng không? À, chiếu để dọa cục thế mới hay này. À, có cục đéo đâu. Có cục đéo đâu. Ăn bên này. Rồi chết rồi, đi nhầm rồi. Đi quả này đi nhầm rồi. Nên tít ở trên này để đi như thế này. Chiếu đã, chiếu đó người ta về xuống tướng mất. Ra bên này tí nữa người ta về. Bây giờ điền rồi mà đéo làm gì được. Điền rồi mà không làm gì được. À, nhảy kia. Cẩn thận ông hẹo đấy. Ra đây xong người ta đẩy đây là đéo lên được tướng đấy. Cẩn thận ông hẹo thật đấy. Về đây để thủ. Về đây để thủ đã. Nhảy kia chiếu tướng. Ra đây người ta định vào tốt. Vào tốt đấy. Vào tốt để điền mình luôn đấy. Đi vào tốt người ta chiếu kia mình ra tướng. Mẹ quả này vào tốt đây này. Quả này người ta vào tốt đây này. Nghe ông đấy cẩn thận là thua ấy. Không phải dạng tầm thường đâu. Nên kia. Nên kia. Chiếu tướng là xuống tướng à? Chiếu tướng lên tướng. Lên tướng thì người ta đi đâu nhỉ? Chiếu tướng lên tướng. Vào là chết luôn. Hay là vào bịt. Bịt thôi. Tốt người ta phải đi mà. Sao người ta đứng ị đấy được? Làm sao mà người ta đứng ị đấy được? Đéo làm gì được luôn. Chiếu tướng. Hay là xuống
xuống dưới này thì người ta vào sẽ vào tướng người ta khâu mình mất. Làm cái gì ấy, nhảy đây người ta lại vả chiếu à? Nướng chiếu thì hết cơ à? Nướng chiếu vẫn về mã được nhỉ? Nướng chiếu người ta về mã được. Nướng chiếu người ta về mã được, các ông hiểu chưa? Nên tốt đã. Nướng chiếu người ta về mã được. Đi xem nào. Nhảy kia bắt pháo thì không bắt được rồi. Dạ, cẩn thận không hết cờ. À, ấy đấy. Bắt ấy đúng không? Không cẩn thận không lại... Lại nhằng, lại thua cơ, à thua cơ giờ bây giờ này. Khó nha. Mình đánh là bị run, cái này mình đánh bị run. Này thì quá an toàn rồi. Quá an toàn rồi. Thua. Không phải kiểu ván này kiểu chưa gì đã bị người ta dọa cho chấp hai mã thì sợ bỏ mẹ lên. Chả phải đánh thủ à? Thôi cứ ván đầu như này người ta chấp hai mã thì mình đã thủ rồi. Thôi ván này thì biết đéo đâu ván ấy là người ta nơ ngơ ấy thì. Ông này cũng ghê đấy, nhá, phải đùa đâu. Đến xuống kia là người ta cũng ấy đấy. Thì mình có dám đánh ninh tinh đâu. Chưa gì người ta vào, người ta đã chấp mình hai mã thì mình dám đánh người gấu đâu. Cho nên chỗ này là mình hơn cây hoặc là mình ấy rồi, nhưng mà mình có dám đánh đâu. Đánh người ta nhớ người ta đánh cho lại cười sằng sặc cái như... Ông tưởng à? Báu bảo gì? Ngờ. Bình thường là mình đánh cũng ghê lắm ấy. Có dám đánh ấy đâu. Thường là mình đánh ghê lắm ấy. Vì người ta bảo chấp bình hai mã có dám đầu gấu đâu. Nai nào này như nào vậy bạn? Thì ở trong phần nai ấy, nó có phần đấy đấy. Trong phần nai, nai được nai và phát thì các bạn có hai phần đấy. Thì các bạn có thể like. Ăn đây thì người ta đi đéo đâu nhỉ? Ăn đây người ta về mã. Người ta về mã. Xong mình ăn ngược sang bên này thì người ta đi đéo đâu. Ăn ngược sang bên này thì người ta gác tượng lên.
mình tiến lên. Này mọi người đánh cờ cờ với mình sợ thật. Nếu không hiểu chấp được đôi mã kiểu gì. Kiểu chưa gì người ta đã dọa như thế thì bố thằng Tây dám đánh. Ăn đây, ăn xe. Tiến đây. Tiến đây chiếu tướng. Phải chạy mã đi chứ. Kiểu vẫn đang bị run nè. Không, không phải mách tôi. Giai đoạn này là tôi cũng biết đánh được. Chứ có phải vịt gà gì đâu. Ra đây người ta đấu à? Im để người ta đánh cái gì? Chả đánh cái đéo gì. Cắm kia thì về tượng. Cái đéo gì đấy? Bắt xe thì đéo đi đâu nhỉ? Bắt xe thì người ta đi đâu? Nhìn chỗ này đi đấu được. À. Lại còn thế nữa hả? Chọc chiếu. Chiếu tướng người ta về xe. Ăn đây.
ăn đây người ta cắm, ăn đây người ta cắm là cục luôn, cũng ghê đấy. Cắm thì ăn tượng về, người ta chiếu kia. Ra đây người ta ăn pháo sang à, chọc kia chiếu kéo pháo về, kéo pháo về. Chọc kia chiếu kéo pháo về, nhảy mã ăn luôn. Quả mình đánh cũng phí ấy, mình ra mẹ đấu mẹ nó xe cho con xe đen này đi nó phải hơn không. Đen thua à? Quân nào mà thua? Còn bao nhiêu quân như này thua nào mà thua? Gác sĩ chiếu tướng thì nên. Đây im để tôi xem đã. Không phải ấy đâu, mẹ đánh là cẩn thận ông thua đấy. Ăn kia người ta nhiều quân như này bảo người ta thua. Chiếu tướng này im để xem nào, xuống là người ta ăn mã chiếu. Mã người ta ăn chiếu, mã ăn chiếu xuất sang bên này, mã ăn chiếu xuất sang bên này. Ăn con này người ta lên tướng à. Mẹ thế này hòa mẹ cây này đéo biết đường nào mà lần nữa. Mình có hơn được con mã à. Mẹ thế mày ghê chứ mày. Chiếu tướng thì về. Đéo biết đường nào một lần nữa này. Vỗ chiếu phải nên sĩ rồi. Nên sĩ là mình lại đéo hơn được quân. Nên sĩ vỗ chiếu về xe thủ. Mẹ nhỉ nhằng lắm. Cùng hòa cây. Cùng hòa cây. Ra kia người ta đấu. Ra lên sĩ.
mẹ đánh cái cờ này cũng buồn cười nhỉ. Ra đây tí người ta đóng mẹ đầu, người ta đóng đầu, người ta bắt. Ăn đây thì mình thiệt cây à. Ăn thôi, không là người ta đóng đầu và người ta bắt mệt lắm. Mẹ đánh cờ linh ta linh tinh. Đánh bị tâm lý không ạ? À, còn đợi định chiếu tướng mình đây nữa chứ. Chiếu tướng xuống tướng về đây thì bị chiếu tướng luôn. Đánh đây đéo biết hòa hay không. Đây thì nhảy mã ăn bên này thì đã giữ được cái lộ đầu này. Chiếu tướng xuống tướng, người ta vỗ chiếu ăn sĩ. Nhất nước vào. Ra kia là người ta gác tượng. Chiếu tướng thì người ta ra tướng. Chiếu tướng ra tướng. Chiếu đây thì người ta vào tướng. Chiếu đi sang tướng. Chiếu kia xuống. Nhớ biết đường nào một lần. Ra bên này người ta vỗ pháo chiếu à, vỗ mã chiếu. Cô không biết được nào đâu mà thật không biết đường nào một lần luôn. Đây người ta nhảy mã lên, đây thì người ta ăn tốt. Ra đây đấu. Đấu thì hòa mẹ luôn. Chắc phải đấu rồi. Chứ tôi nghĩ là thôi. Nó dọa mình như thế một ván mình thắng thôi. Còn ván này mình đánh linh tinh. Nó để ván sau là nó đỡ đỡ sợ rồi chưa. Cái ván này sợ lắm. Mình lại sang bên này. Mã chiếu vô cùng. 50 nước nào hòa. Chứ còn đánh mẹ, chứ ban đầu người ta đã chấp mình hai mã với thế nọ thế kia rồi, đánh mẹ đến hai ván mình vẫn bị run. Hiểu chưa? Mình kiểu bị run ấy. Không phải đâu, đây này. Mẹ chưa gì người ta đã dọa mình như thế thì các ông ra ngoài, mẹ bọn trẻ con nó cứ dọa là tao chấp cả mấy bố con nhà mày thì có sợ không? Còn bây giờ ví dụ như lấy lại tinh thần rồi thì có thể là đánh nó khác. Mẹ kiểu chưa gì nó đã dọa rồi thì chả sợ xoắn đái xoắn cứt lên đi. Do chả sợ sợ xoắn đái xoắn cứt nên
cứ đánh từ từ thôi, không 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 nóng vội với người ta được đâu, người ta dọa mình xoắn đái xoắn cứt luôn. Bây giờ thì là ra đây đấy, đánh từ từ thôi, mẹ sợ lắm. Pháo đầu mã độ nghe tin đã lâu, người ta đẩy tiếp hai con tốt, xong rồi mình nhảy mã lên. Chính sách của xã hội là đã lên tượng là người ta cứ thế người ta đẩy tốt, nên con một con pháo ở trên hà đứng. Ông cánh này đã chưa gì người ta đã dọa như thế thì làm gì chả sợ. Các ông bảo làm gì chả sợ, ăn đi là pháo à, mã người ta nhào lên phải gửi một con mã đã. Ăn đây là pháo, tí nó pháo trống đây này, nó phải đùa đâu. Người ta đẩy con này lên thì mình ăn vào, gác tượng lên, ăn đây thì chuyển vào, ra xe giữ. Ăn đi thì mã người ta nao lên nhiều ra. Mẹ của này đánh cũng dở hơi. Đóng pháo vào, người ta ăn tốt lên. Mẹ cũng nguy hiểm. Chưa gì đã dọa mày thế thì đánh tiếp nhắm tiếp gì. Sợ thật. Ngủ gì ngủ, đang thua té re đây này, thắng được mỗi ván. Ngươi cái đéo gì đây? Hay nhỉ. Quá hay luôn đấy. Từ từ. Ăn cái này người ta vào pháo con đầu mình luôn. Ăn con kia một phát là người ta đi đầu. Ăn con kia người ta ăn tốt thẳng xuống à. Đẩy tốt. Đẩy tốt người ta ăn tốt thẳng xuống. Nhảy ma. Đéo được rồi. Hơi rồi, mất mẹ con ấy rồi, mất
con mã rồi. Trời ơi rồi. Làm mất con pháo. Này lại thua bây giờ mới đau. Tiến xuống đây, người ta ăn pháo, tiến lên mình bắt. Này quả là hơi quá. Ăn đây, nhảy mã. Tiến pháo ra. Tiến pháo ra nó ăn xe luôn. Mẹ đánh thế này giờ hơi. Ôi còn nước còn tát thì biết thế nào được bây giờ. Còn nước còn tát thì đánh thế nào bây giờ. Ơ thế là lại hòa mẹ rồi. Ăn cứt rồi. Ba tê chấm muối rồi. Giờ hơi rồi. Ê thì bỏ mẹ cả xe cái này đánh đấm đéo đi. Bỏ cả xe thế này đánh đấm đéo đi. Bố cái xe à, sợ thật. Còn thế ván ván này về mình vẫn thua. Mình vẫn thua. Ở đéo đi. Không đéo biết được đâu. Mẹ đánh được cả hơi. Đây đéo về được. Ăn đây. Rồi nhấn được các tượng. Đây các tượng đéo được. Lại về. Bây giờ đéo có nước đi. Đẩy đây đéo lên được. Đây người ta còn bắt tượng mình mới đau. Đéo có nước đi. Ăn đây. Chiếu tướng. Vào tướng. Ê mới đau đầu. Đéo còn nước đi không ạ? Bây giờ lên tượng là người ta ăn là người ta lãi mẹ cả tượng. Thôi bà đành phải đánh thế thôi. Gỗ chiếu còn ăn tốt. Mẹ. Ê mày dở hơi đi. Mẹ tự nhiên con xe à. Lại hoa ván này. Ra đây bắt thì người ta lại chuyển mẹ sang bên kia.
xuống kia người ta chiếu, ta đi tốt. Gác sĩ ra người ta vỗ chiếu, vẫn phải xuống tướng. Thôi đánh cờ mẹ cứ bị run nha, kiểu bị cứ bị là người ta dọa là run. Chọc chiếu thì cũng đéo có vẹo gì, ra đây để giữ cái nước này để cho đỡ vào. Ván này thua. À, đánh không phải mất nhiều thời gian đâu. Thế nào thế nào. Ra tướng. Để vào tốt là cũng mệt. Đéo làm gì vui. Đi đấu xe thì đéo biết có hòa được không nhỉ. Mình đi là nhằng nhỉ. Nói chung khó. Cái này khó. Ăn đây thì tí nữa nó còn pháo thì đéo biết có hòa được không. Ai thế thôi, đánh gì tôi đâu. Luôn. À. Lại còn có cái chiêu bài này đấy. Ừ, đéo là nó chả xuống pháo. Xong rồi gác sĩ thì sĩ lên. Nó đi bắt đôi sĩ. Bắt đôi sĩ thì về tướng. Xong tí mình xen vào giữa. Chả đánh gì đâu mà. Nên. À chết tôi rồi. Ừ nhè. Nhìn ra rồi mà đéo ấy này. Thua. Quả quả ấy là mình tính nhầm. Về sĩ thì nó vẫn an tâm. Quả tính nhầm mẹ mất. Ra xe thì đáng nhẽ quả ấy là ra xe người ta bắt ấy thì mình đéo biết mình đi đâu nhỉ. Ra xe để người ta gác sĩ thì đéo biết đi đâu. Thua. Cái này thua rồi. Đéo làm gì nữa rồi. Ăn đây. Toác xuống. Đéo đỡ được rồi. Bây giờ hết đỡ rồi. Ván này nói chung là cũng bị vẫn bị tâm lý không ạ. Cờ hỏng rồi. Thôi được rồi, đánh mấy ông này hay đấy. Mẹ bị tâm lý 3 ván liền. À, xem nào, xem có khá lên nào. Từ ván này rồi đi nhá. Kiểu mình bị tâm lý không? Từ ván này rồi đi nhá. Từ ván này giờ đi nhá. Ra đây. Nhảy mã lên. Con này nó được mỗi nước nhảy nhót này. Ra đây người ta đẩy tốt. Nhảy mã lên này. Người ta ăn tốt xuống. Mình nhảy sang bên này tí nó mình tập bịt. Mình đánh cái này là cũng chậm đấy. Cho người ta lên tốt đi.
Bị tâm lý, mẹ bị tâm lý từ mấy ván này rồi. Sợ thật. Bị tâm lý từ mấy ván này rồi. Khác đây tí nữa người ta lên mẹ ấy à? Khác đây người ta ăn chiếu nên sĩ. Ra đây gác tượng lên, gác tượng lên thì người ta ăn mã, mình chuyển cho bên mình bắt xuống pháo, bắt pháo đầu cho người ta ăn tượng, đuổi con này người ta đi đéo được nhỉ, đuổi con này người ta nên bắt mã ăn chiếu chuyển ra, đéo biết đường nào một lần. Xuống kia bắt, bắt thì người ta chuyển lên bỏ tượng như vậy. Ra đây bắt thì người ta đi bắt mã mình, vẫn bị tâm lý đấy không, nếu phải chuyện bình thường đâu. Thì toát tướng ra ăn đây, ông rút đi đâu, rút pháo à, ăn đây xả sĩ. Ra tướng, ra tướng thì người ta chọc chiếu cho người ta nhảy mắt lên cũng nguy hiểm. Im thì từ từ đã, chọc chiếu người ta xuất tướng lên đây thì à, thôi ăn thôi. Im để tôi xem nào. Nhảy mã lên người ta chuyển xe ra bên này ngay. Nhảy mã lên người ta chuyển xe bên này ngay. À không cẩn thận là ối rồi ôi đấy. Chọc chiếu. Vào đóng đây người ta xuất mẹ tướng. Chọc chiếu này. Chọc chiếu người ta về sĩ. Bạn đánh cũng vẫn bị tâm lý sợ thật. Chiếu tướng lên. Chiếu đéo được. Chắc phải lên sĩ rồi. Lên sĩ thì
Quả có ra tốt được không nhỉ? Để con mã này lên lên mệt phết đấy. Con về kia rút ra là bắt chết xe. Chọc chiếu. Chiếu tướng. Chiếu tướng người ta ăn vào. Chiếu tướng người ta ăn mẹ pháo luôn. Đã rút ra còn mất xe. Chọc chiếu người ta về tượng à? Chọc chiếu người ta lên tướng. Tôi bị vẫn bị tâm lý không ạ? Thằng dở hơi đi về tượng. Bảo về tượng vẫn về tượng. Nên tướng thì lại về tượng. Đang dọa rút xe này bắt lấy mà. Này thì cụ đi chân lạnh toát. Ăn kia. Vỗ chiếu. Nhảy mã lên thì nó xen xe vào. Nhố nhằng đấy, mẹ đéo đùa được đâu. Đây, con toác pháo bên này. Con xe này cứ phải đứng ở vị trí này. Ra bên nào để đấu xe bây giờ? Thụt về. À, định làm gì đây? Làm gì đây? À, rút lên một nước để an tâm. Ê, mới khá chứ này. Mà con mã đang giữ mà. À, mã ăn giữ thì cũng đéo được. Rút ra một nước để an tâm đấy. Đéo phải đùa đâu. Rút ra một nước để an tâm. Mẹ cũng nhì nhằng lắm. Rút đem một nước để an tâm mình ấy. An tâm thì đỡ thế đéo làm việc nhỉ. Tâm là người ta lại còn cái nước này. Thừa biết cái nước rút ra để an tâm. Vĩnh biệt rồi. Quả này vĩnh biệt rồi. Vĩnh biệt. Vĩnh biệt rồi. Nhảy mã chuyển pháo ra bên này đéo được. Mẹ mình đánh cứ vẫn bị run không ạ? Đánh cờ vẫn bị run. Ăn tượng pháo người ta lộn về ăn tượng. Người ta có cái nước là ăn vào con sĩ tâm xong người ta chọc con xe xuống này thì mình phải đẩy con tốt để mình giữ mặt, hiểu chưa? Tôi vẫn bị run thì mã nào ăn xe. À ừ, mã ăn xe đéo ăn nhỉ. Thôi đánh cái này cho nó hết chứ mã ăn xe làm gì. Đánh cái này người ta vẫn đỡ được chứ ông ăn xe làm gì. Ông kia ông vẫn không hiểu à? Ông kia ông vẫn không hiểu à? Nhảy đến đây để ăn con tượng cái để hết cờ này, mã ăn xe để làm cái gì? Không hiểu à? Tôi vẫn bị run này, đánh cờ này tôi vẫn bị run. Này cứ đánh linh ta linh tinh là mình run hết, run bần bật thì sợ thật. Ăn xe điên rồi mà ăn xe mẹ người ta vẫn bật thoải mái, tượng thì bên này mình mất. Ông xui nước ý là dở rồi. Xui nước ý quá dở luôn. Ai người ta chơi như thế bao giờ? Ai xui cái nước ý làm gì?
nào đi chiếu đâu. Đéo chùa lên nữa. Ông làm được cái nước gọi là đi con mã cũng ghê đấy. Bây giờ nhảy đi đéo đâu bây giờ. Bên kia người ta lại bắt. Bắt pháo. Bắt pháo thì đi đâu. Bắt pháo thì đéo biết đi đâu luôn. Bắt pháo thì mình lại thụt về. Ờ. Đánh thế thôi. Người ta chuyển ra, người ta bắt xe mình. Thì mình toác pháo ra mình đấu. À mình lên tượng à. Không, người ta chọc đây người ta cũng bắt cây. Đéo biết đường nào. Này đánh được cái này rất là hay. Đóng mẹ nó đầu luôn. Cái làm cái gì vậy? Quá hiểu thật. Thì giam xe mình toác sang bên này ăn ăn pháo ăn tốt, người ta sang bên này người ta bắt mã đẩy con này lên, đẩy con này lên. Có mấy quạt. Đéo làm gì được nhỉ? Mày à, giờ hơi đánh cái chỗ này lại giờ hơi. Đánh càng ngày càng rút. Ăn kia tượng ăn về. Mẹ đánh càng ngày càng càng rút nha. Ăn đây mã ăn nhảy mã. Nhảy mã người ta lại ra xe người ta bịt. Tí người ta vào tốt. Thế bây giờ hơi. Nhảy con này ăn đây nhảy mã lên. Ăn đây nhảy mã lên. Mã lên người ta lại nhảy mã. Nhảy bên này nhéo được. Rồi. Ăn đây xong nhảy mã lên bắt pháo. Rồi. Mẹ kiểu mẹ bị mất cây. Hình thế của mình đây là hình thế vớ vẩn. Nhảy bên này bắt xe. Nhảy đây bắt xe.
An Tượng. À, kiểu vừa đánh vừa rút đúng không ạ? Kia là người ta lên tướng. Từ từ. Không được cái hình thế này đâu. Chiều. Mày à, đánh cờ sợ thật. Đánh cờ sợ thật. Hôm nay mà làm mình cho mình không biết là mình thua ông ấy hay là hòa nhỉ? Là thua hay hòa? Ăn đây chiếu tướng. Chiếu tướng thì pháo người ta ăn về. Bây giờ phải bước qua xác con pháo rồi đã. Chiếu đây. Chiếu đây xong rồi ra bắt xe. À đéo được. Chiếu đây. Phải ăn con này rồi. Ăn con này để mã chiếu. 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 À, đánh cờ này thì thua ông này mới sợ. Sợ thật. Đi tốt đầu gì. Cờ đang hay đi tốt đầu. Đi tốt đầu bao giờ mới thắng được. Đi tốt đầu bao giờ mới thắng được. Nói chung là kiểu mình đánh mấy ván là mình bị run. Mẹ người ta cứ chưa gì người ta đã đòi chấp hai mã. Mình đánh sợ bỏ mẹ lên. Người ta chưa gì người ta đã chấp hai mã thì mình đánh gì. Run bỏ mẹ lên. Cái nước này thực à cái ván này thực ra là tôi yếu hơn người ta bao nhiêu. Nhưng ông này ông ấy đánh linh tinh mới để thua như này. Mình yếu hơn từ cái lúc pháo mình cắm ở đây này, mình quên con mẹ nó. Cái lúc mà con pháo ở đây này, tự nhiên mất mẹ quân. Hiểu chưa? À, đánh cờ linh tinh. Đéo biết mấy giờ rồi cả. Ui bây giờ đã 23, đã 11 rưỡi rồi. Ông này ông đánh được đấy, nhưng mà bị cái là ông này cũng giỏi. Mẹ ạ, nó chưa gì nó đã dọa mình chấp hai mã, mình đánh mình vừa đánh vừa run. Nói thật, tôi chỉ sợ xưa nay tôi chỉ sợ mỗi kiểu mình không đánh cờ bạc nhiều ấy. À, những cái ông mà lỗ mà phông bạt nhiều là mình sợ lắm. Những ông phông bạt nhiều mình sợ. Nhiều gì thế bây giờ cái thằng kia nó còn nói nhiều hơn tôi. Chẳng qua là được cái là kiểu mình phát live stream này thì các ông nghe lời tôi thấy tôi nói chứ. Mẹ vẫn còn run đây này. Nhưng còn cái trình cờ này thì à lại còn thế. Lại còn thế này. Nó chọc con kia là mình ăn pháo đầu nó luôn. Đánh bị tâm lý luôn này. Đánh tâm đéo gì. Chưa đánh đã bị tâm lý rồi.
chưa đánh đã bị tâm lý rồi, mẹ chưa gì đã. Ờ rồi, ok, hết ván này cho em giao lưu với bác ván. Cái gì ấy? Cái gì ấy? Không hiểu luôn. Ra đây hay đẩy mẹ tốt đầu lên nhỉ, cho con pháo này nó đứng ra chỗ khác rồi nó ăn trong bên kia, nó bắt xe mẹ lắm. Cháu biết đánh gì bây giờ. Nó ăn ra bên này là nhảy mãi đi là nó ăn pháo bên này. Tôi vẫn bị tâm lý đây này, tôi vẫn bị run. Thí chủ. Mẹ đánh cờ vẫn bị run sợ. Nhất nước về pháo thụt vào đáy, hoặc không gác sĩ nhất nước gác sĩ, không có nước khác, nhất nước gác sĩ. Người ta tiến pháo này, người ta bắt mã thì sao nhỉ? Ôi, tôi cứ an toàn là bạn, tai nạn là thù. Ăn lên đây người ta toác pháo lên, người ta bắt là ăn cứt. Toác pháo lên người ta bắt mã là ăn cứt luôn. Ăn cứt luôn. Chuyển sang này xong rồi chuyển sang bên kia. Ở đây bắt pháo, chuyển xe sang bên này bắt pháo. An toàn là bạn, tai nạn là thù. Chắc người ta ra đấu xe rồi, mày không đấu thì quả mày chết. Mã tao còn giữ cơ mà. Mà tao lại còn ăn chiếu tướng hết mẹ nó cờ luôn, đánh cấm đấm gì. Đấy, bị không bị tâm lý phát đánh hai ngay. Mã người ta còn giữ tốt đầu đi. Nó còn nước nào nó? À, vẫn còn nước mã nữa cả. Ghê nhỉ. Tiến con xe này đi để hủy tốt con tốt đầu. À, hủy con mã thì người ta lại kéo mã về. Hay là ăn tượng. Ăn tượng thì mất con tốt. Ăn đây thì... Theo các bạn thì đánh cái gì? Bây giờ chắc là có mấy nước tiến xe nên để bắt con ấy thôi, con mã thôi. Người ta vẫn lại phải mã về một kia để người ta ôm. Người điên là ăn tượng. Mày ăn tượng để bỏ pháo đầu à? Đang con pháo đầu đang đẹp. Pháo đầu người ta đang đẹp đi bỏ. Ăn chiếu thì mình nên tượng. Ăn kia thì người ta bỏ sĩ. Cờ này đang ép như thế này, các ông cứ rủ tôi gạ tôi đi đánh linh tinh. Ăn đây người ta vào tướng. À, đéo vào được tướng. Ra đây để bắt cây đã. Đáng nhẽ là định để pháo đầu nhưng mà kiểu mình bị tâm lý à. Vẫn bị tâm lý của ông kia. Con cờ lấy thì thôi chứ đánh đéo gì. Làm gì có nước mà đánh.
quân mà chơi. Xe kia chắc phải hết ván này mới được ra. Con xe đen này này, chắc phải hết ván mới được ra. Con ấy phải hết ván mới được ra. Chiếu đây còn bắt xe. Thế mới đẹo. Đánh cờ kiểu gì cũng chết. Mẹ đánh cái kiểu gì cũng thua nhưng sợ thật. Mình đánh những cái nước gọi là thần đồng đất Việt. Ăn pháo sang con tượng này cũng chết. Pháo lăn sang con tượng này cũng chết. Còn gì nữa đâu, mày không ăn nhanh nên tao lộn pháo bên này luôn đấy. Mà khóc với sầu. Tăng ra tăng tăng. Ăn mã về đi chứ ra xe làm gì. Xe đợi đến lúc nào mất tướng rồi cũng ra. Chán. Còn gì nữa đâu mà nhung với nhớ. Em ơi hết rồi, chẳng có ăn chí nữa đâu em. Mẹ thắng phát hát, hát hay kinh khủng luôn. Đợi, xong cái này rồi vào đây. Mẹ các ông đừng làm cho tôi sợ như cái ông kia. Mẹ mình bị tâm lý chứ cờ mình có thua đâu nhưng mà mình bị tâm lý ấy. Mẹ chưa gì đã chấp hai mã nên là mình sợ. Thôi ra để xem ông nào ông rủ. Không thích. Không thích. Đóng. Nào ông nào mời thì mời đi. Xong rồi đánh nốt ván này rồi nghỉ nhá. À đánh nốt mấy ông kia rồi nghỉ. Tôi đánh mấy ông kia mấy ván xong rồi nghỉ. Ninh Phú Thọ này à? Đúng là Ninh Phú Thọ không? Hả? Có phải Ninh Phú Thọ không? Chắc là cái ông này đúng rồi còn gì. Sao em không like được trên này bác nhỉ? Cài cái ứng dụng này. À cái Ninh Phú Thọ à? Đúng rồi bác, ừ, đánh đi. Nhìn nick ông này cũng nhỉ, thua tận 24 ván cơ. Tôi vẫn bị tâm lý về cái thằng nó chấp hai mã kia kìa. Thằng kia nó gạ tôi chấp hai mã. Còn tao không có sòng bài sòng biếc gì đâu nha, mấy cái thằng sòng Campuchia. Cái thủy nó bằng tuổi bố, à tuổi mẹ mày đấy. Mày lại cứ gạ. Tao nói trước là mẹ mày ở nhà chắc cũng 40 là cùng thôi. À, cứ nhòn. Nó cứ như là bọn dở hơi ấy. Thằng kia nó cứ này, Tuân ơi, tao muốn mua con thủy, mày cho tao cái giá. Mày cứ hỏi mẹ mày xem là mẹ mày được 40 tuổi chưa? Tao nhìn những cái nick sòng bài Campuchia là tao biết là cái tầm tuổi mày là tầm mấy rồi, mấy hai mấy rồi. À, cứ sòng nọ, sòng kia, xong rồi vào toàn như bọn dở hơi ấy. Mệt hết người. Nhìn cái nick của mày là tao đã biết là tầm mười mấy, mười mấy rồi. Cứ phải để người ta, ta phải mắng. Còn mấy cái bọn mà mẹ mấy bố mà chúng mày cũng chỉ bằng tuổi tao thôi mà chúng mày cứ nhòn. Làm gì mà nó mới có 35. Nhìn cái bọn mà sòng bài sòng biếc này là tụ kém tuổi thằng Tiến bao nhiêu. Biết đâu ông biết thằng Tiến bây giờ nó đã bỏ rồi. Hiểu chưa? Mày xem nick tao đi. Ui dồi ôi, nick mày mày mượn bố mẹ mày chứ. Chứ còn mẹ bây giờ đây, kể cả cái bọn nhiệt đỗ nhiệt điếc này, chứ còn người tử tế bây giờ như thằng Tiến nó đã bỏ cờ bạc rồi. Người như thằng Tiến nó đã bỏ cờ bạc rồi. Chúng mày thì mẹ đặt cái tên nick như thế kia thì tao đã biết cái chất người như nào rồi, sao lại cứ vào đây là ấy gì nè. Nó bảo đuổi, đuổi trâu bò lợn gà đi hết rồi mà trâu bò lợn gà nó cứ vào. Thế hay thật. À tao bằng tuổi vợ mày à? À với mấy cái bọn nhoi nhoi này nói thật ra là tôi tính gì chúng nó đâu. Nhưng nói thì chúng nó lại không ấy. Cái kể cả cái con người chúng nó như thế nhá. Con người chúng nó có thể ba mấy. Nhưng mà cái trí tuệ của chúng nó không bằng ai cả nói thật. Người ta ví dụ như người ta không chào đón thì phải biết mà đi, biết phải về. Thế cứ nhờn. Không cẩn thận nào, ôi trời ơi đấy. Mình cũng phải tỉnh cẩn thận đấy. Thì tôi nói thật ra là tôi nói nhưng mà tôi có giận hờn gì chúng nó đâu mà. Giận hờn chúng nó là để cho nó phí thời gian. Cái bọn tầm 13, 14 tuổi chẳng nhẽ chặn thì chặn hết làm sao được chúng nó à? Ơ này còn thế đó. Hay nhỉ.
lại còn thế nữa. Ừ, đây để tôi xem là ăn cái gì bây giờ đây này. Mẹ nhiều nước ăn quá, chả biết ăn cái gì. Bây giờ ăn con này đã, để dọa tượng đã. Yeah. Toàn bọn nhờn nhờn đuối không đi thì thế mới hay. Ông nhanh lên là tôi lên tượng là ông hết ăn này. Ăn gì thì ăn nhanh lên, chạy gì thì chạy nhanh lên. Tôi lên tượng là ông hết ăn này. Hai mươi chục năm nữa nó mới mua cây cho mình mày. Nó làm gì có tiền mà mua cây, điên rồi, tôi đuổi nó không được. Những cái tầm tiến bịp tao đã không muốn muốn đấy rồi này, còn mẹ mấy thằng fan tiến bịp còn bọn nhoi nhoi. Toàn bọn nhoi nhoi. Thôi bây giờ tớ lại thủ. Bỏ cái xe này thì đánh cái gì? Ôi giời ơi, ăn tướng ra chứ nỉ. Đang cục cái kìa. Ông này như kiểu là ông vừa xem, ông vừa nghe chửi thế là đéo tập trung, đau hết đầu. Ninh Phú Thọ này. Ninh Phú Thọ 05 này vừa đánh cờ vừa nghe chửi. Đéo tập trung, đây mình đánh cờ mình bị nó chửi như thế mà mình vẫn còn đấy. Đôi khi người ta đặt nick như thế thôi là người ta ấy đấy, người ta lừa bịp đấy. Tôi vẫn bị ảnh hưởng của cái thằng này. Mẹ nó chấp mình hai tiền rồi đó hết cờ đầu. À nó chấp mình hai mã. Mình sợ, nói thật. Kiểu không chơi cờ bạc bao giờ. Người ta cứ lấy tiền ra mình, người ta khè mình là mình đã sợ mẹ nó rồi. Chứ gì vào đã chấp hai tiền. Này ông thế này đi. Ừ đúng rồi, phải như ông kia. À ông kia hôm qua là ăn tôi một ván nhỉ. Ơ này còn bỏ mã nữa này. Đánh nhàn quá. À này còn thế nữa. Cho chẳng nhẽ cho ăn bên này bây giờ chứ. Thôi. Bên này thôi ăn tiếp con mã bên này, cho người ăn con tượng. Rồi ăn cho nó vui cửa vui nhà. Trông vậy thôi nhưng mà tôi cũng không thả đâu, yên tâm. À này còn thế nữa hả? Đây là ấy, đây là Giga, dinh đâu mà dinh. Giga tía ra tướng là hết à. Mà có làm cái gì đâu, ăn gì cái loại này. Toác ra kia gác hết sĩ lên. Chả đánh cái gì. Toác ở đây cũng chả bắt cái gì đâu mà. Nếu mà sợ chết thì cứ ấy thôi. Nhưng mà thực ra là cũng không sợ chết. Gác sĩ này là hết đòn. Đéo biết được. Đợi người ta toác xong mình tính sau. Ô, hai một xe hay hai pháo này cũng đánh cũng kinh tởm đấy, tởm đấy. Ôi rồi ăn thế này thì. Ừ. À để nộn pháo trong bên này. Nộn pháo thì đang cục cái kìa. Đừng có lộn. Nộn có mất con tượng cái kìa. Đang có con pháo để trông tượng rồi đấy. Có mỗi con pháo để trông tượng rồi đấy. Chọc chiếu đây là nên tướng chiếu kia. Hai con này còn đâu mới hết được. Hai con này còn đâu mới hết được.
Ăn ăn pháo sang bên này, dọa lòng. Chiếu tướng xuất tướng luôn. Chiếu tướng xuất tướng luôn, dạ cục. Chiếu đây lên tướng, à đéo được. Chiếu đây phát. À chiếu đây mình vẫn về mã mà. À. Chiếu. Chiếu kia lên tướng là người ta đánh bổ chết luôn đấy. Mình tí là mình vẫn về mã mà. Pháo lồng mình vẫn về mã mà. Người ta lộn sang bên này thì lại nhảy mã lên mà. Lộn sang bên này nhảy mã lên, người ta ăn đây thì mình ăn xuống. Đéo biết được. Ghê kinh này. Vào tướng nhất nước nghĩ ngợi gì. Ra tướng, ra tướng người ta cắm pháo lồng, mình về mã, người ta ăn chiếu. Ra tướng đang cục, cắm pháo lồng là về mã luôn. Cắm pháo lồng về mã luôn. Người ta rút lên đâu? Người ta ăn sĩ. Ăn sĩ. Lại nhảy mã lên. Ta ăn mã thì mã ăn về. Đéo biết được đâu. Cờ này cũng buồn cười lắm. Ăn mã này chiếu tướng này lại lên tượng à? Ô cục cái này. Đấy. Về xe luôn hoặc ăn pháo để chiếu, hiểu chưa? Nào ông nào có đánh không? Đánh nốt mấy ông Ninh này một ván xong rồi ông nào đánh thì đánh nhá. Ăn tịnh hết cờ đâu? Tịnh người ta còn tịnh ăn về mà. Hết cờ thế nào được? Cũng chả biết nó quà rồi. Tôi chả biết. Chơi à? Thế đợi tôi nốt ván này xong rồi ông nào chơi thì chơi nốt mấy một ông là thôi nhá. Pháo đầu thì làm gì tượng người ta ăn về mà. Vỗ chiếu. Ừ ăn tượng cũng được. Ăn tượng chiếu xong rồi ăn kia xong rồi chọc cũng hết cờ. Đéo biết được. Ván qua rồi. Nói chung hôm nay bị cái ông ông gì nhỉ. Ông ấy đánh mà ông ấy bảo ngay từ đầu ông ấy chấp mình đôi mã ấy. Trần Ninh Trần Niếc gì ấy. Cái đéo gì Ninh ấy. Bảo nó chấp đôi mã mình sợ. Mình bị tâm lý từ ván đánh với ông ấy. Ngay từ đầu hai cuộc là lên pháo nên là mình thấy Ninh ta anh tinh. Thế trận rất là ối rồi ôi. Mình sợ rồi, bị lúc ấy bị tâm lý rồi. Sao à, tượng ăn về vẫn ăn về chứ làm sao? Chiếu tướng người ta gác sĩ lên để cho ăn chứ có phải là chiếu người ta vào tướng đâu mà. Hiểu chưa? Ăn tượng ăn về, vỗ chiếu thì người ta lên sĩ cho mình ăn. Xong mình có chọc thì mình người ta vẫn hết, hiểu chưa? Nhưng nói chung là bảo mấy các bạn thế. Cái chỗ này cũng hay phết này. Ông này bây giờ ông mới đánh thật hay sao đây này? Tôi thấy là cũng rất nhì nhằng rồi đây này. Tượng ăn về, nếu mà có vỗ chiếu thì là người ta à ừ nhỉ. Cái lúc mà cái lúc mà người ta khi mà mình vỗ chiếu là người ta vào tướng ở mình ăn tượng là hết. Đéo để ý đâu. Tại vì đã bảo là cái lúc vỗ chiếu thì là người ta vào tướng là ăn tượng là hết cờ. À đâu? Vỗ chiếu là người ta vào tướng. Vào tướng là ăn tượng là hết cờ. Bây giờ thì ông này đánh cái kiểu gì nhỉ? Phải bịt thôi chứ. Nhất nước bịt. Nói chung là kiểu nó qua rồi cho nên là. Mà hôm nay tôi đã bảo rồi mình bị cái tâm lý của cái ông cánh kia kìa. Chứ gì ông ấy chấp đôi mã thì là có tập trung được đâu. Mà mình không tập trung như này còn không thắng được thì. À. Lại còn thế nữa hả? Không ăn thì người ta lên xe người ta rước à?
Đéo biết được. Có cái nền tượng đi. Nói chung là với cái hình thế mà người ta ăn cái quân tương đương thì thường là mình được tiên là mình cứ nên tượng nên tiếc được lợi mà. Lợi tiên. Kiểu hình cờ nó qua rồi nhớ làm sao được. Không phải không nhớ mà hôm nay tôi cũng không mất à, tôi cũng bị mất tập trung. Đánh cờ mà chưa gì. Cùng đẳng cấp thì đợi ông kia, ông ấy đang xếp hàng đấy. Đánh nốt ván này xong rồi đánh mấy ông kia rồi nghỉ. Có một ông gì đấy. Đánh ở đây bây giờ là đánh cùng mấy anh em cho nó vui cửa vui nhà thôi chứ còn có nặng lề gì đâu. Đây là bây giờ toàn đánh mấy anh em chứ có nặng nề gì đâu. Có mỗi ông bạn Ninh Phú Thọ này là ông ấy vừa đánh cờ, ông ấy vừa xem nai. Ông ấy vừa đánh cờ, ông vừa xem nai thế là đôi khi là ông ấy cứ thấy mình chửi bới thì ông ấy cứ thấy mình bị chửi bới thế là ông ấy thương. Ông cứ thấy mình bị chửi bới là ông ấy thương. Đánh cờ với mình thì toàn bỏ cây thế này thì chết à. Đánh cờ với tôi mà cứ bỏ cây thế này thì chết à. Nói chung là người ta vẫn lấy lại được con mã. Nhưng mà có biết đánh hay không thôi. À lại còn không biết đánh này. Nó vẫn phải chạy cái này thôi, đuổi tượng. Ninh đánh cờ như này thì Ninh hơi ấy. Ninh hơi đuối. Ninh đánh cờ này Ninh hơi đuối. Đi con mã cả một vòng cuối cùng lên đây là ăn được con tượng. Thế là hoan hỉ. 2, 4, 5, 2, 4. Đi con mã đi một vòng xong rồi ăn được con tượng. Đổi con tượng thế nào cười. Nãi nớn rồi. Đình. Trêu nhưng mà đấy là anh em trêu với nhau thôi đừng có ấy nhá. Trêu thế thôi chứ còn không khóc nhè không nhức gì đâu nhá. Vui vẻ thôi nhá. Không phải khóc nhè là mệt lắm. À, tiến xuống bắt mã. Mẹ của anh nhảy mã lên bắt à cũng đéo được. Nhảy mã lên xe người ta vẫn xem à người ta vẫn ăn được tốt đầu. À được nhảy mã lên bắt xe bắt pháo cũng được. Ông nhảy mã bên này để đấu xe mình đang hơn cây rồi. Để con mã nguyên ở đây này xong rồi nhảy mã lên bắt xe bắt pháo. Người ta cô lại thì mình nhảy sang kia mình đấu xe. Mình đang hơn quân rồi. Yeah. Quên mẹ mất. Mà ông Ninh này ông ấy cờ gà. Ông ấy cờ gà kéo ông cho mình ăn. Ờ đẩy bên này thì người ta về người ta bắt xe à. Đẩy tốt người ta về người ta bắt xe à. Nó cứ lên như bình thường thôi. Nhảy mã lên người ta thụt đấy về người ta bắt xe à. Thụt pháo về người ta bắt xe à. Đấu thì vẫn đấy thôi mà. Không ăn thua. Bao nhiêu nước đắng. Nói chung là chỗ này đến chỗ này là thua rồi. Không đỡ được. Ninh cũng không biết đi đâu. Không biết đi đâu. Đánh cờ không biết đi đâu. À lại thế nữa. Đánh cờ lại còn không biết đi đâu này thì chết thật. Ăn vào đầu rồi.
Im để tôi xem tôi đánh thế nào cho hay. Ăn đây thì người ta pháo người ta lộn lên. Ăn đây thì người ta thoát xe ra người ta bắt mã. Ô. Bỏ con này nhảy con này. Tiếng người ta thụt pháo. Quả này tiến con xe này cũng hơi vô duyên nhỉ. Nhảy con mã về là bắt được cây. Nhảy con mã về nhưng người ta lại ra xe được. Đéo cho người ta ra xe. Ăn con này thì pháo người ta lộn vào. Nên đây bắt xe xong nhảy mã đấu. Cơ mới quạt. Đánh quả này cũng hơi bô nhất. Xin lỗi các ông đang xem nai. Tiến lên để cho cái pháo người ta ăn tốt đầu. Đang bắt xe à? Xe chắc là xen vào ấy rồi. Đang đấu xe à? Bắt mã thì lại mã về bắt pháo. Trông đi nít rất linh tinh. Hôm nay đánh kém. Hôm nay bị ấy mà. Hôm nay bị tâm lý. Bị cái ông kia chơi gì ông chấp vào chấp đôi mã ấy. Từ lúc ấy là đánh không tỉnh táo. Bị lúc ấy là đã không tỉnh táo rồi. Mẹ chưa đánh đã chấp đôi mã rồi làm run bần bật. Đánh đấm mẹ. Tiến không tiến xe lên đấy. Chưa đánh đã. Ông thì tôi chấp đôi mã thì sợ bỏ mẹ lên rồi đái ra quần. Đánh đấm gì nữa. Đáng nhắc phải tiến lên đây để bắt con tốt đầu là nó đỡ lộ. Tiến lên để bắt con tốt đầu thì nó đỡ lộ. Người ta lên sĩ người ta bỏ mã thì sao này. Đéo biết được. Ông Linh Phú Thọ là ván này đánh cứng thế nhỉ. Đéo được cái gì. Quá cứng luôn. Mỗi tội nghĩ hơi nồng. Hôm nay bị tâm lý mà. Mẹ kiểu lâu lâu không đánh cờ. Kiểu cờ bạc các thứ này. Thế là bị ấy ngay. Bị dọa phát là đái ra quần luôn. Lại còn thế nữa. Tiến lại làm cái gì thôi. Ninh ơi là Ninh. Có lên sĩ thì sĩ. Đánh cái này có được cái gì đâu. Định ăn pháo vào tâm. Quả đáng nhẽ mã mình phải hủy con pháo trước. Nó mới hay. Nhưng mà thực ra thì nếu mà người ta ăn pháo vào tâm mấy cả người ta đổi đôi sĩ thì người ta chả còn cái gì. Đấy, người ta chả còn cái gì để người ta đánh. Cái giai đoạn này là hết quân đi rồi. Lại thế nữa. Đang cục. Ninh ơi là Linh. Đang cục rồi còn đi linh tinh. Ê. Ra ngoài nhá. Xem ông nào có đánh thì đánh nhá. Xem có ông nào nữa không. Chăn gà chăn vịt. Đánh với một ông nữa thôi nghỉ nhá. Hôm nay thì tôi xin phép là hôm nay tôi đánh bị tâm lý. Đâu ông nào vào rủ đi. Đây nick đây. Có ai rủ thì rủ đi để đánh nốt một ông rồi. Đấy nick đây. Gom nhặt cát đá 01. Đánh nốt với bạn này là nghỉ nhá. Mai ví dụ như là đánh với bạn này 3 ván thì chắc đến khoảng tầm 12 rưỡi.
12 rưỡi chắc thì được 2 ván thôi. Nói chung là đánh đủ 3 ván xong rồi ngủ cho các ông giải tán. Sóc pin đâu rồi? Ông nào có ấy thì đây cái nick đây. Mẹ bây giờ ông này mới đi tải cái Giga. Sợ hết cái người. Kinh không? Mẹ đã người theo dõi 13 người rồi, sợ thật. Người theo dõi ở trên Giga đã 13 người. Mẹ để mà ở đây mà tôi kêu gọi các ông ấy vào Giga theo dõi tôi, xong tôi bán cây ở trên Giga này cũng hay. À, ông này xem mới nập nick à? Ơi trời. Cái này cũng được đấy. Thôi cố gắng nhá. Ui dồi. Cố gắng lên. Này đánh là tôi bị tâm lý mà. Mẹ tường sau đừng ông nào ông mới bảo tôi là chấp tôi đôi mã mới cả chấp tôi một xe nữa. Tôi sợ lắm. Ông này là gọi là cái nước gọi là gì nhỉ? Nước này gọi là nước nước này gọi là cái nước đéo gì nhỉ? Nước này gọi là cái gì mà mình quên rồi nhỉ? Hai con pháo ở tâm này là con nước đéo gì nhỉ? Quên bố mất rồi. chưa tiến hành được đâu, cũng khó đấy, cũng khó. Đấy lại còn thế nữa, cũng được. Tiến lên để đuổi xe. Cái này gọi là cái đeo gì nhỉ? Nên đây thì người ta có nước, người ta ta ấy, nên mình lên bên này. Buổi xe là một là kẹp xuống, hay là phải chui về. Chắc phải chui về rồi. Chui về thì yếu nhỉ, hai con xe nó đứng lơ ngơ. Chết rồi, bỏ mã rồi. Nhảy mã lên. Mình đánh vào ván này cũng hơi nguy hiểm, hơi mạo hiểm. Ăn đây người ta chui vào người ta bắt. Chui về người ta bắt thì mình về mã. Thôi đành liều vậy. Ăn đây, người ta ăn mã. Để người ta còn bắt xe. Ôi trời ơi mệt. Ý đồ đánh tốt đầu gì, làm gì có cái gì mà đánh tốt đầu. Bỏ à? Hay nhỉ. Ông này ông bỏ mã. Bỏ thì xin. Bỏ cây.
Đánh cờ đi bổ quá thế này thì chết thật. Cái này còn bỏ tiếp này. Ê, mày hay. Chắc là phải nên xí rồi. Gác tượng nên vẫn bị ăn. Hay là thôi xe thì hủy một đôi đi. Xe hủy một đôi đi. À vẫn thế à. Về đây nên tượng. Nên tượng. À. Số 2. Nên đây người ta ta đi đâu nhỉ? Ra đây để cho con xe về. Ra đây là được cái nước, mình được nước. Tôi để tôi xem ông này ông đánh cái gì, ông chả đánh cái gì. Hình như mất xe à. À đéo được. Đéo mất được xe. Ra đây người ta ăn vào tốt đầu à? Ăn tốt đầu. Ăn đây. Đang bắt ấy mình đúng không? Đang bắt mã mình. Bây giờ đi chuyển đâu để cho nó đẹp bạc bây giờ nhỉ? Đang bắt mã mình. Chuyển sang bên này. Ăn bên này. Ăn bên này. Ăn bên này. Người ta ăn xe xuống. Để mã lên. Cờ rốt lắm. Ra bên này thì người ta lại nên người ta bắt tượng. Nên bắt tốt. Ra bắt mã thì người ta đi đâu nhỉ? Ra bắt mã người ta xuất tướng à? À người ta xuất xe à?
về tí nó vẫn về mà. Bắt ma. Ra bắt ma. Ra bắt ma người ta nhảy xuống. Hình như lại mất cái con mã này rồi. Người ta còn bỏ cây à? Bị văn mã một là ra xe mà giữ, hai là nhảy mã xuống dưới này. Có xe giữ này sao lại đánh kiểu này? Nhảy mã xuống dưới này này. Mã này thì mình quả mình về tượng. Mẹ con tốt với con mã nó xa nhau như thế ông mà ông bấm nhầm tụi đến chịu không? Ông nhảy con mã xuống đây thì tôi về tượng. Ông ăn vào sĩ, tôi ăn vào đây. Nhưng con mã này không nên được. Con mã không nên được. Con mã kiểu gì cũng chết. Thì là tôi còn 3 cây, ông còn 2 cây. Ông khuyết tượng. Mã này con tốt nó xa nhau như thế. Ông bảo bấm nhầm. Đau hết đầu. Này ấy, ông đang chơi với ông này rồi. Hẹn các bạn ngày mai. Hẹn các bạn mà muốn ấy là phải ngày mai. Tôi cũng không nghiện cờ tướng đâu, chẳng có là đây là lẻ các bạn thì ấy, còn nếu các bạn muốn chơi thì phải tức là mỗi hôm thì tầm 8 giờ đến 10 giờ tối. Hôm nay tôi miên man quá phát trực tiếp thế là vào muộn, thì tôi không thể kéo dài hơn được. Một ngày tôi chỉ đánh được tần ý thôi, mai còn kiếm tiền. Chứ còn nếu mà bây giờ mà ham hố cờ tướng quá thì mẹ nó không có ít nước nợ nhà. Chứ bây giờ mà chơi với các bạn gọi là lẻ, bạn zin hà quá, không phải tí nữa này có ba bạn nữa rủ, thế là tôi lại chơi đến 3 giờ sáng, ngày mai lại 12 giờ mới ngủ thì nó mệt. Ở chơi với bạn này thì đâu đó là vào khoảng tầm 12 rưỡi thì là nghỉ. Không thể, nói chung là cũng không thể mê mệt mấy cờ tướng này được. Cờ tướng này là cái trường hợp mà 10 ông chơi cờ tướng ngồi quanh cái bàn xong rồi gọi hai chai sờ tinh nhi. Mẹ khi đứng dậy là ký nợ hai chai sờ tinh với cháu ông nào giả. Kiểu không ra tiền. Đấy. Khuyên thật, nếu anh em nào nghiện cờ thì nói chung là cũng phải vừa phải thôi. Còn có cái cờ này nó cũng mệt. Nhưng mà không phải là vui vẻ gì đâu. Tôi đây tôi còn chơi cờ như này là tôi còn duy trì được cái TikTok. Các bạn xem cờ xong rồi chơi cờ với tôi chả được ích lợi gì. Nó khổ. Tiến con này lên. Ăn. Thế là nói thật mấy anh em là như thế. Bây giờ chơi cờ thâu đêm suốt sáng là mệt. Vợ con nó lại nheo nhóc ra. Ăn đây là người ta lên tượng à? Thịt. Ra bắt mã là mã đi đâu nhỉ? Ra bắt mã là người ta ăn kia bắt mã. Nếu ăn thì mã phải ăn về đi, còn nghĩ cái gì nữa. Chẳng em bỏ xe à? Cái nước này nước bắt buộc rồi, không phải nghĩ. Khổ. Vậy nói chung là các bạn mấy thì là tầm ngày mai là mấy giờ đây thì là anh em có chơi thì chơi, hôm nay không ấy được, nay còn bình thiên hạ thế là đủ rồi. Ông này hay nhỉ, ăn đây hay là tiến pháo lên. Quả này tiến quả này cũng không hay. Chính xác tiến quả này không hay. Quả này quả phải ăn pháo. Ăn pháo trước. Bây giờ bỏ mã đi. Bỏ mã đi chuyển sang bên này. Người ta toác ra. Bỏ mã đi. Hôm nay mình đánh cũng hơi nhiều.
Mẹ tí thua ông này là tí lại cả làng cả nước lại chửi cho. Bút mặt không không kịp. Mình mà thua ván này là các ông chửi cho vuốt mặt không kịp. 2-4 ông còn 4 cây, mình còn còn đéo biết bao nhiêu. Ông tí nữa mình toác pháo ra mình đuổi. Thua cây. À cũng hòa cây. Hòa cây. Đánh kiểu gì thì cũng hòa cây. Mình bỏ con mã này cũng hơi ấy. Toác mẹ pháo ra đuổi. Ồ thế này thua. Chọc chiếu người ta ăn xe vào đấy. Thế này thua đấy. Bây giờ là đánh cái gì bây giờ để chuyển làm sao được con kia sang. Nói chung đánh bằng tốt này chắc cũng được. Như người ta xen ấy vào chiếu nó mình về mã. Chọc chiếu đã. Nếu chuyển bên này thì mình lại phải toác pháo ra mình ngăn à. Đó, phải toác pháo ra ngăn. Cái này dễ ảnh. Ra kia người ta lên pháo. Ra kia người ta lên pháo. Đẩy kia người ta nhảy mã. Đẩy đây. Giáo biết được chết chưa. Nguy hiểm phết nhỉ. Chiếu đây người ta lên sĩ. Đây. Chiếu người ta lên sĩ. Nên là đã. Hình như sắp hết rồi đấy. Tôi đánh là nước này sắp hết rồi đấy. À ông này ông nhảy sang bên này à. Nhưng bên bên này tí nó khéo đéo biết đỡ kiểu gì này. Ăn sang bên này. Xong mình sang mình giữ mặt à. Ăn tốt. Xong rồi sang bên này giữ mặt. Đéo biết được cờ mới quạt. Chưa biết được. Cứ phải ăn con này đã để thông cái lộ xe đã. Ghê lắm. Xe nó ở chỗ chết dí kìa. Bây giờ ra giữ mặt à. Vỗ chiếu. Vỗ chiếu. Vỗ chiếu thì người ta. Người ta nên sĩ. Vỗ chiếu thì người ta xen xe. Vỗ chiếu người ta xen xe vào ngay. Ôi cứ ra giữ mặt người ta đã. Còn này đéo có vẹo gì. Về bát. Ghê phết nhỉ. Bây giờ đéo ra được con pháo kia.
con này là có vẹo gì à mà mình chiếu mình ra tướng thì việc mẹ gì phải phải ấy đâu nhỉ. Chiếu kia người ta lên tướng, vỗ chiếu người ta vào pháo đấu à. Nhảy mã chiếu thì xuất tướng thua rồi. Thua luôn à. Chiếu vào xe dỉn trực tiếp vào pháo thì cũng dỉn tốt vào xuống mặt thôi mà à vẫn vào được tướng nhỉ. Thua à, dỉn đây thì là sĩ không ăn được xuống rồi, nhất nước phải xuống tướng rồi à, liên tục chiếu đây thì tướng cũng không ăn được rồi. Hay không, xuống đến tận đây tướng vẫn không ăn được rồi, sĩ cũng không ăn rồi, xe thì cũng không ăn được, đang chiếu bằng pháo nhất nước tướng ăn hết luôn. Cứ tốt nào thẳng mặt cái nước tiến tiến xe xuống để cho sĩ khỏi gác lên, hiểu chưa? Nốt ván này thôi nhá, ông này ông thua hình như thua mình 3 ván hay sao ấy. Ván này là ván thứ 3 này, không nhớ đâu. Hay không? Hay quá, hay luôn. Tôi còn ngồi tôi nghĩ mãi không biết tướng người ta có ăn lên không, xe người ta ăn về không, xe không ăn được về, sĩ không ăn được lên, dỉn tận vào mồm luôn. Hay không? Đánh gà phải ngày mai nhá, ngày mai các bạn cố gắng là ngày mai rồi chơi nhá. Ngày mai hôm nay tôi đánh nốt ván này với bạn này rồi tôi nghỉ, chứ hôm nay không làm gì đâu. Hôm nay mà chơi thì ngày mai vợ nó mắng. Hết sức các bạn, hết sức thông cảm. Mai là tôi chơi nốt ván này thôi. Nó sang xe ăn pháo á, điên rồi. Xe ăn pháo thì còn ấy cơ mà, sang xe ăn pháo còn pháo kia lổ về cơ mà. Im là tôi xem là tôi có bắt được cái gì không nào. Ăn bên này là xe người ta lổ sang bên này à. Ra bắt vẫn phải ăn. Hay bây giờ ra bắt pháo trước, ra bắt pháo trước người ta lại ra xe à. Mà không ăn cũng không được. Ăn đây mình ăn pháo lên, người ta chuyển xe ra bên này này. Thôi về đã, từ từ để tôi nghĩ, chắc phải về rồi. Này ván này khéo ông thua rồi. Mày ghê đoàn phết ạ. Kích xe người ta ra người ta bắt pháo, nhảy mã lên người ta ăn mẹ mã luôn nên là hết đoàn. Cốt kia thì mình ăn là người ta chuyển con xe sang bên này. Cắm xuống dưới này, đuổi xe. Tiến xuống dưới này, kéo làm gì được. Tí nữa người ta chuyển sang bên này để người ta bắt mã này này. Thế nó mới là nên câu chuyện. Ăn đây người ta chuyển xe sang bên kia. Thôi thì thôi bỏ vậy. Tiến thế này thì không hay. Tiến thế này thì ông này đánh cái gì nhỉ? Chắc
Chả đánh cái gì. À, nào, nào hết vào tượng à? Nào mã vào tượng, tượng ăn nên. Ăn kia, toác pháo ra. Nhảy mã lên bắt xe. Nhảy mã lên bắt xe. Đéo biết được. Cờ này rất linh tinh. Nhảy tiếp. Đây là gọi là đánh, gọi là đôi công lẫn lộn đấy. Cũng khó nhỉ. Quả này cũng đôi công loạn lên đây, không đùa đâu. À. Này, đéo biết có hết được không. Chiếu đã. Ừ, ra bên này thì người ta phải ấy đúng không? Ra bên này là người ta phải chuyển, phải có ý đồ. Ra bên này để dọa chiếu tướng. Người ta phải có thái độ chứ. Mất xe góc này rồi. Vừa chắc lên pháo à? À xuống pháo à? Ừ. Xuống pháo hay là về sĩ? Xuống pháo. Pháo à, xuống pháo à. Đang cục. Ừ. Chiếu kia là mất mã rồi. Chiếu mã ơi. Pháo ơi. Chạy xe đi còn nhất nước còn đéo gì. Xe đi đâu thì đi. Nhất nước phải chạy xe rồi còn gì nữa. Nghĩ ngợi gì. Thế là mình hơn cây à? Bây giờ người ta còn 4 cây. 1, 2, người ta còn 4 cây. Mình 2, 4, 5, mình hơn cây. Hơn cây xong mình còn nãi được con nhì nhằng. Ừ, mình còn nhã nãi được con nhì nhằng. Ừ, ra bên này thì chưa cục được. Ăn xong xuôi. Ừ, tất cả lại về. Ăn xong xuôi là tất cả lại về. À, con này ghê phết đấy. Nên đây người ta... Tí người ta nhảy mã lên à. Thôi lại xuống bắt mã để cho người ta không lên được mã. Không người ta lên mã để người ta ăn con tốt đầu là cũng mệt. Biết đánh phải tính toán đấy. Không chạy pháo hay thế nọ thế kia. Người ta nhảy con mã để người ta đuổi xe cho người ta ăn con tốt đầu nào. Nó tự nhiên nó lung tung rồi. Cờ mình đang hơn cây rồi. Chọc chiếu. Cái này thì cũng chưa sợ. Ăn sang bên này đang cục. Đang dọa cục. Ừ. Đang chọc chiếu, đang cục. À, đấu xe à. Đấu xe thì nhàn quá, lại được con tốt lại sang sông. Chiếu tướng. Chiếu tướng. Nên đây. Nên tốt.
Sang bên này người ta lại đi bắt tốt theo. Nói chung con tốt này cũng mất. Con tốt này cũng mất. À, mình bây giờ mình đi tấn công của mình vậy. Sang bên kia tốt là người ta ăn mẹ tượng luôn. Ồ, à, xe. Yếu cho người ta lên tướng xong rồi. Xong rồi nên sĩ. Người ta dọa cục bên này thì mình xuất tướng. Không chiếu mình lại vào. Chiếu đã. Nên sĩ. Người ta ra bên kia người ta dọa cục, có thể là mình lên mã mình đuổi cũng được. Lên mã mình đuổi cũng được. À, về đây để giữ con tốt. Đang dọa hết cờ. Chiếu đây là ngoáy được con sĩ. Chiếu đây ngoáy con sĩ là người ta lại nên tốt à. Bây giờ đi đâu để đấu là cho nó tròn cờ. Anh nhảy kia là bắt xe bắt áo là xong. Ok. Ok con dê. Chiếu tướng. Bắt pháo. Để mã lên là tỷ lệ tòi 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 rất cao rồi. Chiếu tướng. Đừng có xuống là mất đây, xuống là mất xe đây. À xuống là mất xe đây. Chiếu này. Bây giờ chiếu tướng thì người ta về sĩ. Người ta chuyển mặt sang đây để người ta ấy mà. Chiếu kia. Người ta chuyển mặt sang đây để người ta. Ta gì nhỉ? Người ta chuyển mặt sang đây để người ta. Cái đéo gì nhỉ? Chuyển mặt sang người ta để người ta tí nữa người ta ra. Người ta ấy mà. Sang bên này dọa cục. Sang bên này dọa cục người ta cứ nên xả sĩ. Xả sĩ chiếu tướng hết mẹ nó cờ. Người ta định xả sĩ để bóp hết cờ mình ấy mà. Ông xả sĩ là ông hết cờ đấy, ông đừng có xả sĩ. Để có chỗ mà tướng nó còn vào. Vừa nói xong đấu hết đầu. Bảo đừng có xả sĩ mà cứ xả sĩ. Bảo để nguyên đấy để còn tướng nó còn có chỗ mà vào. Bây giờ xả sĩ thế này thì đỡ làm sao được. Đã nói như thế rồi, có phải người ta không nói đâu. Cờ có phải là chơi cờ bịp đâu, người ta nói rõ ra trong live stream rồi. Người ta bảo là toác xe sang bên này là đừng có xả sĩ để có chỗ tướng nó còn vào. Mà vẫn cứ nhau vào, sợ thật. Nhưng mà không xả sĩ cũng không đỡ được à. Không xả sĩ thì chọc chiếu đây về tướng nên là nhảy mã kia là hết. À nhảy mã kia thì vẫn có nước nước thụt pháo về. Đúng rồi, vẫn có nước thụt pháo về. À nhưng mà chiếu tướng thì lại ăn mất con pháo. Lại chọc chiếu nên là mất con pháo. À mà bảo lốt ván này, lốt ván kia ông lại còn nhoi nhoi vào đây đánh tiêm à. Bảo đánh nốt ván đi thôi này. Ông lại được cái nước gọi là pháo đầu mã độ ôn mấy cả mấy cái nước vớ vỉn. Đấy, mấy cái nước này. Gọi là cái này là mình ngày xưa là mình ấy mình quên rồi. Không nhớ. Gọi là đây là cái đéo gì nhỉ? Là cái hình thế gọi là hình thế gì nhỉ? Quyền mẹ nó mất. Đây thì thích thì bắt hơn cây người ta cũng được thôi. Còn nếu mà tham mà lên sĩ xong rồi tí nó xuất tướng người ta toác pháo ra góc cái kìa. Toác pháo ra góc người ta lên sĩ có làm gì được người ta đâu. Nó cứ làm hơn cây đi đã. Chỗ này chưa đánh gì mình. Cái này là quên mẹ mất rồi. Hai con pháo chui vào tâm này.
người ta nhảy mã lên là mình phải toác pháo ra góc đấy, không phải không không phải dễ ăn người ta đâu. Mẹ không, người ta bổ hết vào tâm này này, bổ hết vào con tốt đầu này. Bây giờ người ta cứ đứng nghị như này là mình lại phải đẩy tốt. Đẩy tốt là đầu con mã kìa. Chứ ham ăn con này tí nữa người ta nhảy cái con mã là pháo mã phải chạy. Mã chạy ông người ta nhảy ở bên này nó cũng nắm đòn linh tinh. Đẩy con tốt này để cho mã người ta khỏi chạy ở bên này. Rồi nữa ăn tượng thôi, ăn nốt mã. À ăn, nếu mà ăn tượng là người ta nhảy mã người ta đấu xe. Ăn xe thì mã người ta ăn về về xe. Người ăn mã hơn cây. Nhưng mà bây giờ trước khi ăn là phải đẩy con tốt đã. À thế này thì không cần phải ấy. Này thì ăn thôi. Sợ chỉ sợ mỗi con mã nhảy trong bên này này. Để bắt mã này. Chả đánh cái đéo gì. Nó đẩy tốt. Pháo đầu ơi. Ra đây. Ra đây ăn ăn con này này. Ăn con này mã người ta ăn, mình ăn thì pháo trống. Mẹ tí lại mã chui về. Ra bắt mã người ta trước. Ôi dánh thế này thì không có vẹo gì. Đấy, phải toác pháo ra khẩn trương. Nhanh. Ăn kia. Ăn đây người ta về mã à? Hay người ta đi đâu? Hay người ta bỏ à? Bỏ thì có cái gì đâu. Chả dám bỏ mã đâu mà. Nên bắt mã thì nên bắt mã thì mình ăn mã, người ta ăn mã thì mình nên tượng. Người ta thua cây. À lại còn đi vào để định ấy đấy. Không làm gì được tôi đâu. Không làm gì được đâu. Ôi lại còn thế. Chả làm cái vẹo gì. Chiếu tướng. Đánh cẩn thận. Không nào, ối rồi ôi đấy. Không đùa được người ta đâu. Chiếu tướng. Chiếu tướng. Lên đây để vỗ chiếu. Hay là xuống pháo để bịt. Không đùa được người ta đâu. Cứ phải từ từ. Nói chung là cờ này là mình chỉ cần chậm mà chắc là thắng. Bây giờ tượng thì ở trong mồm. Bây giờ thì mã biết các kiểu. Tượng tiếc ở trong mồm. Cứ chậm là thắng thôi mà. Chả đánh cái gì. Đừng nóng vội. Ôi dồi ôi. Vừa nói câu là chậm là thắng là đã chịu thua. Cho các ông nghỉ nhá. Xin chào các ông ngày hôm nay.